Chào các bạn, tôi xin giới thiệu các bạn đây là một sản phẩm loa karaoke, tên của nó là KB2602. Đó, thì loa có khá nhiều tính năng nhé các bạn nhé, có mic này, chỉnh mic này, chỉnh echo này, một nguồn volume này, chỉnh bass check này, có các chân vào như AUX này, USB này, Bluetooth này, thẻ nhớ này. Đó, thì loa có kết cấu là bao gồm hai loa bass khá là to và bên cạnh có cái dòng chữ là bass, chắc là super bass chăng. Đó, thì bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem nhé. Thì tôi khởi động loa này. Đó, đó, nó có hiệu ứng âm thanh đèn nháy theo nhạc khá là hay nhé. Tôi có kết nối cái Bluetooth. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem. Đây. Alo, alo, 1 2 3 4, alo. Thì loa có đi kèm cái mic không dây như này các bạn nhé. Mic không dây. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo. Đấy, cái hiệu ứng đèn nét thì nó nháy theo âm độ của âm thanh. Bây giờ tôi mở thử một bài nhạc nhé. Alo, alo, 1 2 3 4, alo. Đèn led có nháy theo nhạc. Đến nó có cơn gió thật là thổi về đôi bên đôi kia, lời nhớ đến bên thật đền thơ, chung quanh nước cao là đèn mây, núi cũng đứng nguyên đến hiền hòa, làm cho ta cũng không rời xa. Từ ngày mây đi qua, trời bỗng sinh thêm lời ca, mây làm núi âm cao lời qua thiết tha, lời cổ cây nói rằng mây núi tên nhau thật yêu. Bao năm tháng hay chân đôi thay, nhưng nay sức bay đã đổi màu. Có những lúc bay đến một mình, ta trôi trong một bên làm gió. Các bạn xem nhé, loa âm thanh khá là.